Thưa sư, Đức Phật nói về cõi Niết Bàn nghĩa là Ngài. Đức Phật về cõi Niết Bàn nghĩa là Ngài không thể phù hộ độ trì cho ai được. Vậy sao người ta vẫn quỳ lạy cầu xin Ngài? Nếu quỳ lạy để tỏ lòng biết ơn cho con người vĩ đại tìm ra chánh pháp thì con nghĩ là hợp lý hơn là quỳ lạy để cầu xin Ngài hộ trì. Quý vị nhớ giùm như thế này. Nếu mà Phật độ được mình ấy, theo cái kiểu mà chúng ta hiểu là hộ trì nắm tay mình mà kéo đi là bây giờ mình thành thánh hết rồi, mình không có ngồi ở đây đâu. Nhưng mà một cái đặc điểm của chánh pháp đó là gì? Pháp là cái phải tự đến để mà thấy, pháp là cái để phải tự trải nghiệm. Chứ pháp không phải là cho được. Tức là cái quả, những cái sự thực hành ấy phải tự mình thực hành và cái kết quả phải tự mình chứng đạt, chứ không ai chứng đạt giùm cho mình. Đức Phật chỉ là người dẫn đường, chứ Đức Phật không thể cho mình sự chứng đắc. Chỉ cách để cho chúng ta có thể chứng đắc, nhưng mà chứng đắc hay không là do mình chứ phải do Phật. Phật là người thầy, là người hướng dẫn, là nguyên nhân để chúng ta biết được phương pháp hành trì. Còn nếu chúng ta không hành trì thì cũng không có kết quả. Cho nên không có chuyện là Đức Phật gia hộ hộ trì cho mình, không có chuyện đó. Còn khi mà quý vị lạy Phật rồi quý vị xin cái này xin cái kia đó thì nó lại liên quan đến một vấn đề như thế này nè. Khi quý vị quỳ lạy Phật, quý vị có được cái phước, đó là phước cung kính. Mà đối tượng quý vị cung kính là ai? Là một vị chánh đẳng giác. Bản thân việc chúng ta cung kính đó là phước, và phước rất là lớn chứ phước không có nhỏ. Huống chi là đôi khi chúng ta có thể cúng dường nữa. Chúng ta cúng dường bông hoa, đèn, đuốc chẳng hạn. Tức là chúng ta được cái phước cúng dường và phước cung kính. Đó là phước. Và nhờ cái phước đó, khi chúng ta mở là chúng ta nguyện, tức là chúng ta hướng cái phước đó, nó sẽ trổ cái quả mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như thay vì nước nó chảy tràn lan thì chúng ta làm cái đường mương, chúng ta làm cái đường kinh, chúng ta làm cái đường ống dẫn nước, chúng ta dẫn theo cái hướng mà chúng ta mong muốn. Cũng vậy, cái phước chúng ta làm khi chúng ta có lời nguyện như vậy, dù đó cái lời cầu xin mà nó rất là dở, như là cầu tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, gia đạo bình an, tình duyên như ý, vân vân, thì dù cho cái lời nguyện nó rất là dở, gọi là dở ẹt á, thì nó cũng là một cái kiểu dẫn cái phước đi đến cái quả, cái kết quả chúng ta mong muốn. Nó thuộc về nhân quả. Nó khác với chuyện là chúng ta quỳ, chúng ta xin Phật rồi Phật cho mình cái chuyện đó. Quý vị phải phân biệt hai cái khác nhau nha. Nó giống như là chúng ta đi làm, chúng ta hưởng lương, thì cái đồng lương chúng ta nhận được là kết quả của công sức chúng ta đã bỏ ra, chứ không phải là của cái thằng chủ nó bố thí nó cho mình. Tức là đó là một cái sự giao nhận có qua có lại, chứ không phải là cái kiểu mà mình xin xỏ rồi người ta cho. Không phải xin cho, không phải xin cho, mà nó là nhân quả. Phải hiểu hai chuyện đó nó khác nhau. Tức là đó, cái chuyện mà chúng ta làm á, là chúng ta tạo nên cái phước và chúng ta lấy cái phước đó chuyển theo cái hướng mà chúng ta muốn, chứ không phải là chúng ta hối lộ cho Phật rồi Phật sẽ cho mình cái này cho mình cái kia. Đó là hai cái khác nhau hoàn toàn. Còn cái mục đích đó, để là cái gì thì nó lại là cái vấn đề khác. Có những người họ lạy Phật để họ mong cầu những cái sự hưởng thụ vật chất thế gian, thì Đức Phật nói là đó là cái cách rất là thấp kém, và cái quả phước họ hưởng được nó rất có giới hạn. Có thể họ chỉ hưởng được
trong một kiếp hoặc trong vài kiếp thôi, nó rất có giới hạn. Còn khi mà chúng ta cũng làm bao nhiêu đó chuyện mà chúng ta hướng đến cái quả vị giải thoát đấy, hướng đến sự không còn chấp thủ, hướng đến sự không còn những ô nhiễm trong nội tâm, thì nó sẽ cho kết quả dài lâu đấy. Có cái gọi là năng lực gia trì không? Vì sao Thái Lan là Phật giáo nguyên thủy mà vẫn có các gia màn gia trì, các vòng đe dây đỏ đeo vào tay để được phù hộ may mắn? Trời ơi sư. Không có gì để nói. Có những chuyện mà phải nói là mình cạn lời. Nếu như mà bây giờ cũng vậy nè, sư hạnh tuệ, ông sư hạnh tuệ chịu trách nhiệm với lời nói của mình, và câu này có thể là nó truyền đến khắp thế giới, tất cả ngang hang cùng ngõ hẻm, tất cả mọi người đều có thể biết tôi, ông sư hạnh tuệ, chịu trách nhiệm với lời nói này. Nếu như mà một sợi dây á, mà mình cho một cái năng lực để mà nó phù hộ á, mà đưa cái chuyện đó, Đức Phật không cần phải hoằng pháp, Đức Phật cũng không cần thành Phật làm chi. Ngài đâu cần phải thuyết pháp, Ngài đâu cần phải giảng đạo, Ngài đâu cần phải kêu người ta thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, phát triển trí tuệ, quán đi đến con đường giác ngộ, làm cái gì? Ngài chỉ việc Ngài suốt ngày, Ngài kêu đệ tử của Ngài đó, con hãy làm cái dây đi con, đó cứ làm dây, làm dây, dây đen, dây đỏ, dây xanh, dây vàng, đó cứ làm dây, ai tới phát cộng, ai tới phát cộng, ai tới phát cộng, người ta có cứ phiền não, người ta có vấn đề gì đó cứ phát cộng đấy, rồi ly dị, rồi buồn vợ buồn chồng cứ phát cộng, bệnh tật cứ phát cộng, mỗi người cứ phát cộng, xong khỏi cần phải tu hành, khỏi cần phải làm gì hết, khỏi cần nghe pháp. Quý vị thấy hợp lý không? Và cái kiểu đó Phật giáo đi về đâu? Sư chịu trách nhiệm trước nhân quả, chịu trách nhiệm trước nghiệp và quả của nghiệp, trước lời nói này. Nếu mà Phật giáo theo cái kiểu đó, Phật giáo đi về đâu? Anh có biết thương Phật không? Anh có biết thương Pháp, anh có biết thương Tăng không? Anh có biết sợ đi địa ngục không? Sư nhớ hoài một vị sư huynh, tức là một một vị mà lớn hạ hơn sư, cái lần gặp gỡ đầu tiên mà sư gặp vị đó hỏi sư đúng một câu, sư có sợ đi địa ngục không? Và cái câu đó theo sư cho tới bây giờ. Và nếu như bây giờ sư gặp những vị đó, sư hỏi các vị đó, các vị có sợ đi địa ngục không? Chỉ cần các vị trả lời hoặc không cần trả lời đủ rồi. Nếu như mà mình sợ đi địa ngục thì mình không làm mấy cái trò này. Còn nếu mình không sợ đi địa ngục thì thôi, anh đã không sợ địa ngục rồi thì cái gì anh không dám làm. Và sư lặp lại một vấn đề nữa, cái chuyện mà ba cái dây nhợ này là không có trong Phật giáo. Đây là sư chịu trách nhiệm trước lời nói của sư.